Hello, xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì bữa nay em cũng được sự ủng hộ của anh Trọng. Thì tụi em cũng đi ra ngoài quán để ăn cái gì để tâm bổ cho anh em. Thì trong khi ở đây thì em cũng có vợ chồng anh Bùi, vợ chồng anh Dương đến chơi với tụi em. Hiện tại giờ thì bác sĩ thì cũng đang ở trong nhà sẵn sàng chạy ra, bán thuốc cũng vừa xong. Thì anh Tính thì bữa nay không có đi được, anh Tính bị dính cửa rồi. Dính cửa rồi. Bây giờ anh em sẽ dùng món đây. Đây thì mì xào hấp cẩm. Còn cái này là cái này để nhúng bò nghe. Bò cơm mẻ. Không quá. Bò trứng á. Mà cái nhà một miếng mì nghe. Vô đi cả nhà ơi. Vô anh vô lại. Bác sĩ Trạng vừa tới luôn, cũng vừa cái lúc luôn. Hello chị Hạnh nha, dữ lắm lâu mới gặp chị Hạnh nha. Rồi mời cả nhà dùng bữa đi. Vô luôn sĩ ơi, chống mưa lớn hả sĩ? Đây thì em cũng thay mặt anh em xin cảm ơn anh Trọng với chị rất là nhiều nha. Hôm nay cũng thay mặt nhờ anh Trọng mà mấy anh em mới có hội ngộ vừa cái quán này chứ không gà em ở ngoài đồng không anh Trọng đây. Ừ. Rồi em cũng em cảm ơn anh Trọng ly thôi. Rồi, 2, 3, vô. Thôi giờ em mời anh Trọng một ly nha anh Trọng. Cái này à. Ăn đi chị. Anh em cứ ăn thoải mái đi. Bữa nay anh Tính không có phần ăn cả nhà ơi. Chút xíu về mình cũng mua gì cho anh Tính nha. Ở đây nó cũng hơi tối, có gì nhà cả thông cảm cho mẹ em nha. Còn cua nữa, cua đang luộc chưa chín. Em cũng mời cả nhà dùng tiệc với anh em nha. Sao ngon không mấy anh mấy chị? Quá ngon, rất ngon anh ơi. Quá dạ. Ngon lắm mấy chị. Trời bữa nay cũng mưa lớn lắm. Anh Dương ở bển đi qua đó với chị Hạnh cũng mắc mưa, đi dọc đường mắc mưa quá trời luôn. Nhưng mà mưa chạy lẹ không được. Mưa thì nói chung là anh chị thì đi lẹ không được. Bỏ vô cái ăn đi. Bỏ tái chính là lâu lâu mình đi ăn ăn tiệc một bữa nha, ăn tiệm một bữa nha cả nhà ơi. Mời cả nhà luôn nha. Lột mấy cái khẩu trang ra đi mấy anh. Lột mấy khẩu trang ra đi ăn cho thoải mái nào giờ hả? Hả không ăn vô. Làm quên lột. Nay hồi trời luôn. Thôi để đi ăn có nhiều chứ đi trời luôn. Khẩu trang cái này cũng hiếm lắm à. Lột bỏ túi đi rồi mình đi đường về mình mang vô nha. Cảm ơn.
Quá ngon anh Tính ơi. Quá ngon. Dìm. Tao tới nữa rồi ngẹt chín dài. Tốn tao mà. Cảm ơn anh Minh nha. Cắm cái chân ngon ngọt thôi. Mời anh Tính luôn nha. Mời cả nhà luôn nha. Anh Hòa mới qua tụi em mấy ngày nay nè. Anh Dương. Anh Hòa mới qua tụi em mấy ngày nay nè. Cảm ơn anh luôn. Nó đi ngủ qua mà mưa quá trời, mưa anh chạy đi luôn, nó mưa quá. Nó qua mưa bạn đi với anh Hải á. Của lúc qua đi bắt chuột, nhắc anh đi bắt chuột. Ngon quá anh Trọng ơi. Cua gà, cua gà. Chuyện cua lên. Ok ok, dót cho em đi rồi. Ok ok, cho anh ra cảm ơn. Dót ly đây rồi em ơi, chồng em có cô ngày mới ra nè. Ảnh mình mới có bữa tiệc nhỏ hôm nay lớn chứ. Lớn rồi. Cái bữa tiệc này là lớn nhất trong đời của em mà đó chứ nhỏ gì. Bởi mình nói nè, mình nói lớn. Đây. Thôi em cũng thay mặt đụng với anh Tú mời em một ly. Mà anh Trọng nha. Đó, vô. Vô anh Trọng ơi. Trọng ơi. Anh Giang đi nha. Bà anh Hậu luôn nha. Mà anh Long luôn nha. Mà anh Tâm luôn. Em mà anh Tâm luôn nha. Anh Tấn luôn nha, anh Tính luôn nha, anh Thanh luôn nha. Bữa nay nghe nói ăn lẩu ăn ngày kia tôi không dám ăn cơm mà không dám uống nước luôn. Vô đây uống nãy giờ anh trai đi uống ngon khiến nó lạnh luôn mà. Cua gạch son á, cho test thử gạch son không? Chắc cầm lên là biết rồi. Cắt rồi đó. Cắt. Ôi gạch son ngon quá nè. Ăn đi, ăn đi cả nhà, ăn đi chị Hạnh, ăn đi chị Bùi. Đúng rồi sao? Nó là người phải là thấm cô thấm người mua nói. Đâu đúng rồi ha, đợi ha. Không? Ồ đúng rồi luôn cả nhà, cái này là đúng rồi trong quán luôn nè, chúng là đúng trong tiệm luôn đó. Cô này có 500 mấy chục ngàn ký à? 500 rưỡi. Thấy nguyên đi chị Ngân. Đúng rồi luôn nè. Cái này. Cắt chào lên luôn. Con này không ngon rồi. Nhìn. Nói cho anh Năm nữa còn anh ăn cả. Dạ, bẻ ra đó. Anh Năm. Mai nha. Nghe cái mua nghe. Mấy càng luôn cho nó Giang ơi, cho anh gửi cho miếng cua của Giang đấy, có gặm rồi, ướt nghẹt máng. Cảm ơn anh Bùi nhé. Nhắc cái này xuống để cái lẩu lên. Nhắc bợ dĩa bò xuống để cái lẩu lên. Đó nè, không được, quéo ngay, lấy ra ra. Rồi nhắc cái dĩa, cái thố bò đó xuống luôn đi, để cái lẩu lên. Rồi vô cả nhà ơi. Vô anh em ơi. Vô. 1, 2, 3, vô. Bác sĩ làm như đàn bà hay gì. Đàn bà gì đang nói cho tao biết. Tao gả chồng chứ. Cua chấm bên này Vinh. Chấm bên này con. Cái nó sao năn nỉ nữa cái gì hả? Nhìn em đã ăn gì? Có đang chưa? Con cọp.
Lẩu đó mình có mua gì thì ăn thêm không? Bò. Lẩu bò. Tại lâu lâu mình ăn bò một bữa đi. Nhão vịt, con có nhão hả? Nó chắc thịt. Vinh là mập bụng. Mỡ nhiều. Bụng bụng cái đùi cũng cứng ngắc. Cái bắp tay nữa là bớt rồi. Nhiều sống núi gì chứ. Chắc thịt lắm á. Đúng tú mà. Vinh nhiều ký không? Con 6 mấy. 6 mấy ký. Thịt cũng cái đất à. Cứng lắm anh. 2 năm nữa nặng lốt mà xe ngồi. Em giờ còn 80 kg nhiều. Em hớp, anh nói giùm em đi. Đại diện nữa bạn. Vô anh Dương ơi, vô anh Bùi ơi. Dạ, dạ. Có miếng bia nè, ông nào cũng vô đây ngon cho miếng nè Quỳnh. Vô nguyên cái rồi, vô đã khác rồi. Nãy về làm. Bữa nay không sai không về nha. Vô. 1, 2, 3, vô. Vô. Mấy chị chạm không trời em về nó uống nước ngọt hồi nó xỉnh à. Tại vì chơi xỉnh ăn bia. Bây giờ chạm uống nước ngọt rồi nhờ chơi không cưng làm lon nước ngọt anh uống một chai bia vậy đó. Uống cái sáng mắt mở giờ không nổi. Cái đó là thua anh Dương chắc. Dễ dàng nổi bạn ơi. Ăn thoải mái đi trời, ăn sao im điềm lặng lẽ như trời mưa mới tẩm vậy mấy anh mấy chị. Mà thật sự là trời mưa mới tẩm thiệt. Nguyên vàng mình áo đỏ không ha. Có hẹn mà. Chết bỏ gặp áo đỏ không tha. Bởi vì tôi đâu có dám kêu vợ qua Tây Ban Nha. Ở Việt Nam đi chắc ăn. Sáng như ở vườn bò tốt này, sợ mấy em nhé nhé qua nè. Biết con bò này mà đó là bò khác, bò Tây giờ lại nó lộn bò tót rồi hả? Có giống á, nó lộn á. Chứ nó công á. Ngoài là tót cái này. Ủa sao trên kia em gu uống nói chuyện với người ta? Giờ ông lại cái mì về hai đường nó tiêu hết trơn rồi. Hồi nãy giờ mà có thấy ai láo ăn không biết nữa, tao cấm đồ ăn thấy bà luôn, tao mới thấy nào đâu láo ăn. Thôi giờ mời cả nhà một ly nữa nha, tại mình cũng hơi vui vẻ. Mình hay dụng vô cái cục vàng, sao nó bị chết hết trời đó nha. Lẩu chín rồi đó nghe mấy anh chị ơi. Lẩu chín rồi đó. Bên đây còn ga không? Không nó bật lửa lên cho nghe hai máy tắt. Cháy hết rồi. Ga nó bự luôn, nó dở. Ga nó liền hết rồi. Nó ăn hết trơn rồi nó còn nhai được cái vỏ ở ngoài nữa mà nó coi con nhà nó lên thả
Thử ra nó không quá trời, cho nó lấy liền hả? Nó nói trời đây. Trời ơi. Nó quá lạ. Đấy đi, đấy đi, đấy đi, đấy đi. Nói chết em luôn rồi. Còn cái này làm luôn đi tới sạch. Không, cái con này cũng dở quá ha. Bùi này ngon quá cả nhà ơi. Để vẫn làm nó bò. Nó không bận đầu. Nè nghe. Lưa cái chén lên con. Còn giàu luôn. Con. Giàu luôn hả? Chút cho làm con. Giàu. Lâu lâu đi ra quán tiệm ăn lần quá trời ngon cả nhà ơi. Thôi dạ anh em mình cũng phi phi rồi cả nhà, anh em mình vô cái mời cả nhà, cái anh em mình kết thúc clip luôn cả nhà ơi. 1 2 3 vô rồi, mời cả nhà ly nữa nha. Rồi cạn luôn đi. Quá đã. Em cũng xin một lần nữa thay mặt anh em cảm ơn anh Trọng với chị rất nhiều nha. Hôm nay thì cũng có nhờ anh thì anh em cũng được đoàn tụ ngồi ăn được cái bữa cơm rất là ngon. Rồi em cũng chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.